Em trai của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là ông Trần Quốc Tỏ, sinh năm 1962, là một thiếu tướng công an nhân dân Việt Nam và là một chính trị gia. Ông hiện là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ năm 2016 đến 2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Thái Nguyên. Ông đã trúng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 vào ngày 22 tháng 5 năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Thái Nguyên, gồm có thành phố Thái Nguyên và các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên. Ông là em trai ruột của ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 2016-2021. Xuất thân, ông sinh ngày 28 tháng 1 năm 1962 tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ông là con trai út trong một gia đình có 4 anh em trai là Vinh, Quang, Sáng, Tỏ với 2 chị gái. Một người anh trai của ông Trần Quốc Tỏ là ông Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2016, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 2016 đến 2018. Hiện ông cư trú ở số nhà 95, ngõ 126 đường Khuất Duyệt Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Ông đã từng trải qua giáo dục phổ thông 10/10, học đại học cảnh sát chuyên ngành điều tra tội phạm, là tiến sĩ luật học, tội phạm học, điều tra tội phạm. Ông tốt nghiệp tiến sĩ Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2013, phó giáo sư ngành khoa học an ninh ngày 22 tháng 10 năm 2015, cao cấp lý luận chính trị. Trong sự nghiệp, ông từng giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm Bộ Công an, hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam. Từ tháng 3 năm 2014, ông được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam điều động giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên. Ngày 28 tháng 10 năm 2015, ông được bầu làm Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên. Tháng 1 năm 2016, ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Hãy bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh Câu Việt Nam và ấn vào chuông bên cạnh để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.